Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về những tính năng mới trên iOS 14 Beta 3. Thì đây là những tính năng nhỏ thôi, nhưng mà mình nghĩ Apple đang dần hoàn thiện cái bản iOS 14 này rất là sớm để đến cái bản final rồi. Thì những tính năng mới này sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm chúng ta hàng ngày. Thì bây giờ mời các bạn xem video nha. Rồi, sau khi cập nhật lên iOS 14 Beta 3 thì các bạn sẽ đập vào mặt ngay là cái ứng dụng icon của Apple Music. Nó đã đổi thành nền đỏ, nút nhạc trắng rồi. Thì đây là giống như cái nguyên thủy thời iOS 7, iOS 8 gì đó. Thì mình không hiểu sao sau bao năm thì Apple đã thay đổi về cái nguyên thủy đó. Thì nhìn chung cũng rất là đẹp thôi, vẫn rất là nổi bật. Cái tiếp theo đó chính là trên widget của cái app Screen Time bây giờ đã hiển thị thêm các cái ứng dụng mà bạn xài trên iPhone cũng như là cái thời gian mà bạn xài cái ứng dụng đó, nó hiển thị bên dưới. Thì như này thì nó sẽ trực quan hơn cho các bạn quan sát thử là chúng ta đã sử dụng ứng dụng nó trong bao lâu. Thì trước đây thì cái widget nó không có, thì bây giờ nó hiển thị thêm, mình thấy cũng khá là hay. Nhắc đến widget, trên iOS 14 Beta 3 đã cho phép chúng ta thêm được cái ứng dụng đồng hồ đó. Thì cái này cũng giống như trên Android thôi, thì các bạn cũng thay đổi một số cái, ví dụ như là cái kích cỡ này, nó hiển thị thêm cái giờ đồng hồ của thế giới nè. Các bạn review thì các bạn có thể add widget và các bạn chỉ cần kéo thẻ ra mà thôi. Thì cái đồng hồ này mình thấy cũng khá là hay. Nếu bạn nào thích quan sát giờ thì có thể xem trên đây. Trên iOS 14 Beta 3 thì khi mà chúng ta vào phần widget hoặc là app library thì nó sẽ pop up cái phần thông báo như thế này đây. Thì đó, nãy mình có chụp màn hình lại thì nó sẽ pop up một cái thông báo giới thiệu cho các bạn biết. Cũng như là khi mà bạn nhấn giữ vào một phần trên home screen thì nó cũng pop up ra cái thông báo edit home screen gì đó. Nó thông báo về cái việc ở đây là những tính năng mới trên iOS 14 thì mình nghĩ nó dần hoàn thiện trên cái phiên bản của bản final sắp tới. Một thay đổi tiếp theo đó chính là cái Memoji của các bạn đã có thể đeo được khẩu trang trong cái mùa dịch Covid-19 này. Thì khi mà có cái tính năng này mình thấy cũng khá là hay. Các bạn chỉ cần edit và chọn cái phần headgear, cái phần mũ nón gì đó thì nó có thêm phần đeo khẩu trang đó. Mình thấy cái này cũng khá là hay đó. Trên iOS 14 Beta 3 thì các bạn đã có thể chia sẻ một bài nhạc lên Snapchat. Thì trước đây chúng ta chia sẻ được trên Facebook nè, chia sẻ trên Instagram nè. Thì bây giờ khi mà các bạn thấy một bài nào hay á, các bạn vào cái phần ba chấm nè, vào phần share sheet nè, và các bạn sẽ chọn ứng dụng Snapchat đó, bấm vào more, chọn Snapchat thì nó sẽ tự động đẩy qua cái story của Snapchat luôn. Thì mình thấy bạn nào xài story trên Snapchat thì có thể chia sẻ cái bài nhạc đó lên theo dạng story đó. Các bạn thấy không? Rồi, chỉ vậy thôi. Thì cập nhật thêm Snapchat thôi, cũng không gì lớn lắm, nhưng mà thấy sẽ cần cho những ai đang sử dụng Snapchat. Một tính năng tiếp theo không có trên điện thoại của mình, không có trên iPhone 11 Pro Max, mà mình xin nói về cái iPhone 10. Đó chính là iOS 14 Beta 3 thì Apple đã hầu như làm những cái icon và những cái giao diện widget nó lớn hơn trên màn hình 5.8 inch của iPhone 10. Thì theo mình, suy đoán của mình á, thì Apple đang dần thay đổi lại một chút về tổng thể hiển thị và giao diện của iOS 14 dành cho những chiếc iPhone có màn hình nhỏ. Như tương lai chúng ta sẽ có cái tin đồn về iPhone có màn hình 5.4 inch, thì mình nghĩ đó cũng là cái việc mà Apple đang tối ưu hóa cái phần giao diện đó cho những chiếc điện thoại màn hình nhỏ. Hiện tại bạn nào đang xài iPhone 10 cập nhật lên iOS 14 Beta 3 sẽ để ý những cái icon này nó sẽ lớn hơn một chút so với trước đây. Tính năng cuối cùng đó chính là mình nhận thấy là Apple đã bỏ cái tính năng 3D Touch trên những chiếc iPhone có 3D Touch. Thì mình đang có 11 Pro Max thì không có 3D Touch, nhưng mà mình đã thử mượn một số cái điện thoại mà có lên iOS 14 Beta 3 mà có hỗ trợ 3D Touch như từ iPhone XS Max trở xuống á, thì hầu như cái tính năng đang bị tắt đi. Bạn chỉ việc nhấn giữ và nó pop up ra như vậy thôi thì nó là Haptic Touch rồi. Thì mình không biết đây là lỗi hay là Apple đã hoàn toàn kết thúc cái tính năng 3D Touch từ trước đến nay, thì mình vẫn đang tìm hiểu thêm. Nhưng mà hiện tại thì mình có thể nói nó đang là lỗi, tại vì 3D Touch một phần nó phụ thuộc vào phần cứng nữa, nên mình không biết Apple đang làm gì với nó. Nhưng đó cũng là một thông tin đáng quan trọng để mà những ai đang sử dụng iPhone có 3D Touch cần chú ý. Tóm lại, những tính năng đó thì các bạn đã có thể cập nhật ngay từ bây giờ. Bạn nào đang ở Public Beta thì vẫn tiếp tục cập nhật tiếp. Cũng như là những cái lỗi và sửa lỗi của cái phiên bản iOS 14 Beta 3 này thì mình sẽ bỏ chi tiết vào bài viết nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.